Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club Channel. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn anh chị đã click vào cái đường link này để tham gia cái bản tin livestream trực tiếp của em sau khi kết phiên giao dịch. Và em là Tony Tèo, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong suốt 1 tiếng 30 phút tiếp theo trong livestream ngày hôm nay. Trong phiên livestream này thì em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị diễn biến thị trường sau phiên giao dịch cũng như là các cái tin tức trong nước để cho anh chị có thêm một cái kế hoạch nhanh nhất, cụ thể nhất và sớm nhất cho phiên ngày mai. Ngoài ra thì em cũng sẽ cập nhật cho anh chị thêm thông tin chung về thị trường châu Á cũng như thị trường trên thế giới để chúng ta có một góc nhìn khách quan hơn về thị trường tài chính trong nước và thị trường tài chính trên thế giới. Hy vọng là livestream này sẽ mang lại nhiều cái thông tin hữu ích cho anh chị nhà đầu tư. Trong quá trình anh chị theo dõi livestream, nếu như anh chị có những cái thắc mắc nào về những cái mã cổ phiếu hoặc là anh chị đang có muốn chia sẻ với em về những cái mã cổ phiếu mà anh chị nghĩ rằng nó có tiềm năng trong tương lai, anh chị đừng quên comment nhanh vào trong khung chat, chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau ra. Ngoài trừ những cái thông tin về kỹ thuật cũng như là những cái thông tin về cơ bản thì em sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh chị để mình tìm ra những cái siêu cổ phiếu trong giai đoạn đầu tư sắp tới ha. Ngoài ra anh chị cũng đừng quên cho em một cái lượt like, một cái lượt comment hoặc là cái lượt chia sẻ để kênh của chúng ta ngày càng phổ biến hơn và em sẽ cùng đồng hành với chị sâu hơn có thể ha. Cách và thời điểm anh chị lựa chọn cổ phiếu cũng giống như là cách chúng ta lựa chọn hướng và thời điểm chúng ta đánh bóng đi vào lỗ. Khi chúng ta ngắm được hướng chính xác, chúng ta có những cái thời điểm phù hợp thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận thật là cao nhất. Chúc anh chị sẽ đầu tư hiệu quả và đừng quên liên lạc với em qua số điện thoại 0915215247 để chúng ta cùng đồng hành với nhau trên con đường chinh phục những siêu cổ phiếu và gặt hái được nhiều thành công nhất có thể. Hãy đừng quên theo dõi livestream ngay sau đây nhé. Chờ một vài phút nha anh chị nhé.